chuyên gia cấp cao người Việt điều hành dự án AI ở công ty 400 triệu người dùng. Đoàn Nguyễn Tuấn, 28 tuổi, hiện là chuyên gia cấp cao về khoa học dữ liệu, trưởng nhóm phát triển ứng dụng AI ở Quora. Trước đó, anh tốt nghiệp ngành xác suất thống kê và khoa học dữ liệu trong top 10% xuất sắc ở Đại học Yale. Anh làm việc với vai trò Staff Data Scientist, chuyên gia khoa học dữ liệu cấp cao, cho Quora. Đây là nền tảng hỏi đáp phổ biến tại Mỹ với 400 triệu người dùng mỗi tháng, cho phép họ tìm kiếm thông tin, chia sẻ chuyên môn cũng như kết nối với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Tháng 11 năm 2023, Quora được định giá 500 triệu đô la Mỹ, trong top 17 mạng xã hội được dùng nhiều nhất thế giới, xếp thứ hai về website tra cứu thông tin ở Mỹ. Ở các công ty công nghệ Mỹ, thông thường, nhân viên cần 10 năm kinh nghiệm để trở thành staff một vị trí ở cấp độ chuyên gia. Nhưng Tuấn đã có thể đảm nhận vị trí này chỉ sau 4 năm làm việc. Anh còn là trưởng nhóm Bepro, nhóm phát triển ứng dụng BAI, một nền tảng do Quora phát triển từ tháng 3 năm 2022. Ứng dụng này giúp người dùng tiếp cận các công nghệ AI như GPT-4, Claude hay Llama dễ dàng. Ban đầu, Tuấn định theo đuổi lĩnh vực quan hệ quốc tế. Niềm đam mê khoa học dữ liệu đến khi anh tham gia dự án tình nguyện của Africa Health Commons, AHB, một tổ chức về sức khỏe và y tế cộng đồng ở Nam Phi, vào mùa hè năm nhất. Hiện, anh và đội Bepro xây dựng một hệ sinh thái AI, nơi các chuyên gia AI, học sinh, sinh viên có thể tạo ra mô hình AI hỗ trợ hàng triệu người dùng. Ngoài ra, anh tiếp tục viết blog, chia sẻ những ứng dụng vui của khoa học dữ liệu như dự đoán kết quả bóng đá hay xây dựng chiến lược hẹn hò.